thánh lễ đêm giáng sinh tin mừng theo thánh Luca thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David tức là belem miền jude vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua david ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà maria lúc ấy đang có thai khi hai người đang ở đó thì bà maria tới ngày mãn nguyệt khai hoa bà xin con trai đầu lòng lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong mắng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ Trong vùng ấy Có những người chăn chiên sống ngoài đồng Và tức đêm canh giữ đàn vật Bỗng sứ thần chúa đứng bên họ Và binh quang của chúa chiếu tỏa chung quanh Khiến họ kinh khiếp hãi hùng Nhưng sứ thần bảo họ Anh em đừng sợ Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong mắng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ tần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Kinh tựa Cộng đoàn Trong ngày truyền tin, Sứ thần cho Đức Maria và nhân loại biết Đức giê -xu là con đấng tối cao, là con Thiên Chúa. Nhưng Ngài vâng phục Chúa Cha đến trần gian, mặc lấy thân phận con người, sống như con người để cứu độ con người. Hôm nay, tại Bethlehem. Sứ thần xác tín, Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Thiên Chúa. Suốt cuộc đời của Ngài sau này và nhất là sự kiện Ngài chịu chết và sống lại minh chứng cho điều sứ thần Thiên Chúa nói. Hôm nay, Thiên Chúa thực thi lời hứa với tổ tiên loài người. Sau khi ông bà sa ngã phạm tội, Ngài nói với con rắn, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người nữ. Dòng dõi người nữ sẽ đạp nát đầu mi, còn mi rình cánh gót chân người. Ngài lập lại với tổ phụ Abraham, ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho người. Ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc ngài cũng lập lại với vua David đối với nó ta sẽ là cha đối với ta nó sẽ là con hôm nay con Thiên Chúa làm người là để cứu độ chúng ta ngài được kêu mang trong lòng mẹ được sinh ra như mọi trẻ thơ dấu hiệu sứ thần cho các mục đồng biết là một trẻ thơ quấn tã nơi mắng cỏ. Thiên Chúa muốn sống trọn vẹn thân phận con người khốn khổ của chúng ta. Ngài đồng hành và liên lụy với thân phận con người để ban bình an và ơn cứu độ cho con người. Thưa cộng đoàn, con người đã xa ngã phạm tội, nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ. Ngài ban chính con một của Ngài để cứu độ con người. Con Thiên Chúa yêu thương con người, nhập thể làm người vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Vì thế, qua mầu nhiệm Giáng sinh, con người được mời gọi phải cảm thấu tình yêu của Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, trong mọi biến cố của cuộc đời và con người luôn được mời gọi sống yêu thương xin cho người tín hữu luôn nhận ra sự hiện diện và tình yêu của thiên chúa để sống chứng tá cho tình yêu và mang tình yêu của thiên chúa đến cho cuộc đời amen